Quá, wow. Các bạn thấy không? Quá tuyệt vời này. Luôn. Wow. Các bạn, hôm nay tụi mình đi thăm vườn bông ở Washington, rất là nhiều bông đẹp lắm. Mình vô trong vườn của họ đó các bạn. Dạ, mình sẽ đưa các bạn đi tới coi vườn bông nha. Quá trời bông luôn này. Wow, đủ loại. Đừng vô đó bên đó không? Đủ loại nha. Chút chà nó dài, nó cao. Đã luôn á. Trời ơi, cao, nó cao hơn mình luôn á. Wow. Các bạn ơi. Wow, cái này là 6 feet đó. Quá wow. Là cao luôn. Cao quá. Chúc wow. Cha cái bông mặt trời kìa các bạn. Nó to hơn mặt mình luôn á. Hướng dương nè các bạn, to chưa? Wow. Wow. Trời, bông màu gà nè. Trời ơi. Đây. Cây sâm kìa em. Đó cây sâm nè. Cây sâm này các bạn, người ta ăn được nha. À, người ta hái lá ăn nấu canh cái rễ cũng được luôn. Đó. Quá trời luôn. Chú trà bông hướng dương nó già rồi nè em. Nè. Yeah, cái này bây giờ là người ta bắt đầu người ta lấy hồn á. Đó, đây là bắt đầu có hồn rồi nha. Đó nè, bông hướng dương bự chưa. Đó. Đó, đi vô đâu sao đâu. Cái này, đây nè, bên này nè. Mà coi chừng ong, cẩn thận. Đủ loại bông. Nè, đã chưa? Bông màu trắng, bông thực dược, bông lây ơ. Wow. Bông đẹp quá. Trời ơi lạc rồi xứ bông này, đủ loại các bông các bạn ơi. Các bông. Trời ơi. Coi trồng... bông này. Họ trồng họ bán đó bạn. Họ trồng cái này họ cắt ra, họ đem ra ngoài vườn họ ra ngoài chợ họ bán. Họ bán. Ồ mấy cây bông thu cho nó cao. Wow. Đẹp quá. Đã chưa? Trời ơi cái lầu màu tím này đẹp chưa này. Trời ơi các bạn ơi. Nó thành một cái tròn tròn luôn đó nha. Rồi. Nó tròn luôn á. Nhưng cẩn thận ong nha em, ong ở đây là nó quất á. Wow, bây giờ qua bên này trắng nha. Wow. Bông này bông trắng nha các bạn. Wow, đã chưa? Trắng nè. Ừ. Nè, cái cỡ cái đó nè em nè. Ừ. Cái giống như hồi bữa cây túp lều lý tưởng á. Mình nuôi. Nó cái cây kia khác à. Thêm. To hơn thôi à. Anh nghĩ không phải đâu. Đẹp quá. Trời đi, ơi. Đi qua hả? Ừ. Hay là đi. Đi vậy đi. Wow. Wow, ơi lạc và xứ thần tiên để mình quay 360 độ cho các bạn này từ từ này. Một cái luống của nó dài. Nè coi này. Bên kia kìa, bông bông layer của. Nè các bạn, mình lạc vô này. Quá đẹp luôn. Không biết là nó là bao nhiêu luôn á, quá trời luôn. Bát ngát luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Thực sự luôn á. Mình không thể tưởng tượng nổi luôn á. Ừ, tại nó già, cái đó là nó già rồi đó em. Cái đó là nó không có bán được nữa. Ừ. Khi nó bán là nó bán nó nhỏ nhỏ như vậy này em. Đây này, đó, là như vậy này. Đó, nó bán là nó bán như vậy này. Đó, nó cắt là bán vậy thôi. Chứ còn mà khi nở quá là nó không bán được nữa. Ồ, bông trắng này. Wow, lướt qua này, lướt qua đám bông trắng này. Coi này, các bạn thấy không? Đó, túp lều lý tưởng đi kìa. Quá đẹp luôn. Đẹp quá. Trời ơi, em, bông kìa, đẹp quá, màu hồng, wow, bạn thấy không, màu hồng, hồng hồng phấn đó phải không, đẹp quá. Rồi giờ, thấy không các bạn, bông quá trời bông luôn các bạn ơi, đi vô lạc thật sự á. Đi bữa nay mang đôi giày này về tàn đời xíu quá. Trời ơi, bông màu cam nè, wow. Đi vô đi. Trời ơi. Trời ơi, nguyên một dãy luôn các bạn ơi. Trục trà nó nhiều quá. Quá trời luôn, mênh mông bát ngát luôn các bạn ơi. Cái này 13 acres. Ừ. Là rất là rộng. Cho nên họ trồng đủ loại hết chưa. Trời ơi. Người ta hái ta dục xuống dưới đất kìa các bạn. Tại vì nó lên nó không có ấy được rồi đó. Nó già rồi đó. Chúc trà cái bông. Mấy cái bông quá tốt luôn các bạn ơi. Người ta nuôi heo, nuôi bò, nuôi dê đó rồi người ta lấy cái phân đó người ta bỏ đây luôn. Quá trời luôn, đẹp quá. Cái gì già cái gì nó cắn anh hay sao? Nó nhiều lắm các bạn ơi. Đẹp luôn, đẹp tuyệt vời, thiệt tình rất là đẹp.
Trời ơi. Bông trắng, bông tím. Bông trắng, bông tím các bạn. Vườn rộng mênh mông. Quá đã luôn. Nè, để mình dơ lên quay luôn nè. Wow. Nhiều quá. Này không biết quay làm sao luôn á các bạn ơi. Chỉ có thật sự mình vô đây thì mình mới thấy được thôi. Nó qua tuốt bên kia luôn kìa. Một chút chia sẻ cho các bạn. Yeah. Có thực sự ra đây mình mới thấy được. Nè, cái bông màu hồng với màu trắng nè, đẹp chưa? Đẹp dễ sợ chưa? Ồ, còn cái bông này nữa này. Đây màu cà rốt. Oh. Bông màu hồng. Wow. Đẹp quá, xá đẹp luôn, nhiều bông quá trời luôn. Wow. Bên này màu cam nữa, bên màu trắng. Wow, đi qua luôn. Này màu trắng này các bạn. Đó, mình kia. Wow. Có cái bông nó cao bằng cái người của mình luôn này. Wow. Wow, đã chưa? Nó nhiều quá luôn. Wow. Một cái bông sao nó đẹp quá. Các bạn thấy không? Quá tuyệt vời này. Luôn. Wow. Đôi bên kia màu hồng ấy nữa kìa. Trời ơi. Các bạn ơi, bông này không biết các bạn thấy chưa nè. Wow. Wow, nhiều chưa? Quá đẹp luôn. Trời ơi, thiệt sự không biết nói làm sao luôn á, không biết tả làm sao luôn á. Đây, loại này. Mình tưởng vợ mình đẹp chứ bông nó đẹp quá. Bông nó hàng nhất, vợ hàng trăm ngàn. Wow, thật sự các bạn ơi. Quá là quá trời luôn. Ừ. Wow. Nhiều quá. Đẹp lắm các bạn ơi. Đẹp quá. Quá tuyệt vời luôn. Nè các bạn thấy không? Thấy không? Quay lại sơ một cái chút xíu nữa nha. Mình quay chậm thì chậm này. Đó. Để cho các bạn thấy nha. Quá nhiều luôn. Các bạn thấy không? Đẹp quá, ừ. Quá tuyệt vời luôn. Hồi nãy đến giờ mình đã đưa các bạn đi thăm vườn bông thực dược và bông đủ các loại bông. Nhiều quá lắm. Đẹp, nhiều. Quá nhiều. Đấy, sau mình các bạn thấy không? Sau túp lều lý tưởng là những cái bông hoa mặt trời quá, kìa, nó cao chưa? Đẹp, dạ. Đó, nó bạc ngàn luôn á. Dạ. Nhiều quá. Thật sự mình chưa thấy bao giờ luôn á. Đó. Quá nhiều, quá đẹp. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Và mình tạm dừng video ở đây. Mình hẹn gặp các bạn trong những video tới. Các bạn nhớ bấm chuông, đăng ký và chia sẻ rộng rãi. Và các bạn có một ngày vui vẻ. Thank you. Bye bye. Rồi, chào cả nhà nha. Vợ chồng Lâm Râu chào cả nhà nha. Hẹn gặp các bạn lại. Rồi.